Vâng, Thanh Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, các chú chị đang xem kênh YouTube của các anh em. Thì buổi chiều ngày hôm nay có một thông tin cũng khá là mới liên quan đến cái câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai. Thì chúng ta được biết là chỉ còn 2 ngày nữa thôi thì thầy ông nội sắp phải ra tòa rồi. Cho nên các con nhang đệ tử, các con cháu, luật sư online đang rất là tích cực bảo vệ cho thầy. Đặc biệt ngày hôm nay thì có một cái nhân vật, đó chính là cái cô Thanh Trần này đang có thể nói là rất là tích cực trong cái công việc chuyện mà binh vực cho thầy ông nội như là Tịnh Thất Bồng Lai. Trong khoảng thời gian vừa qua thì cái cô này đã rất là nhiều lần lên án cơ quan công an huyện Đức Hòa. Ngày hôm nay thì cô ta còn lên án luôn báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh của anh Nguyễn Đức Hiển. Cái này là mình phải mét anh Nguyễn Đức Hiển nha. Thì mới đây là cái thông tin là liên quan đến cái câu chuyện mà một người mẹ đến tìm con của mình tại Tịnh Thất Bồng Lai, đó chính là bà Trần Thị Mỹ Dung đó thưa quý vị, đã có một gửi một đứa con cho bà Cao Thị Cúc nuôi trong một khoảng thời gian mà gia đình bị túng thiếu, không có cái khả năng để nuôi con. Ngày hôm nay thì với cái thông tin mà Tịnh Thất Bồng Lai đã lộ ra cái bản chất thật thì người mẹ này họ mong muốn họ lấy lại được con. Sự việc này cũng đã ồn ào trong khoảng thời gian qua rồi, nhưng mà mới đây thì bên một cái trong những cái phóng sự của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái phóng sự dài khoảng 5 phút, họ đã cùng với bà mẹ này đến trực tiếp Tịnh Thất Bồng Lai để mà gõ cửa tìm con. Nhưng mà đặc biệt là cái nơi Tịnh Thất Bồng Lai này là hoàn toàn không mở cửa. Nhưng mà cô Thanh Trần này lại dựa vào cái câu chuyện này để nói rằng là đây là một trong những không phải mẹ ruột, là một người mẹ giả mà thôi. Nhưng mà báo pháp luật rõ ràng đã đưa tin như vậy, cùng với người mẹ ruột đến xuống. Nhưng mà cô này lại cố tình là nói rằng là không phải người mẹ ruột, chỉ là một trong những người mẹ giả, và cho rằng là báo pháp luật là đưa những cái thông tin rồi những cái nhân chứng giả trong cái câu chuyện này. Không biết rằng cô ta rất là mạnh mồm đến mức nào, nhưng mà lại rõ ràng chúng ta có thể thấy là với cái thông tin này thì chắc hẳn rằng đó, chúng ta cũng ngóng chờ anh Nguyễn Đức Hiển đi. Anh Nguyễn Đức Hiển ngày sẽ có những cái động thái gì đối với cô Thanh Trần ngày hôm nay. Trước kia thì từng là đồng đội binh vực lẫn nhau, nhưng ngày hôm nay thì cô ta đã xuyên tạc với một status mới nhất ở trên cái kênh YouTube của cô ta là Trần Thị Hồng Thanh nè. Cô ta cho rằng là hình ảnh này rõ hơn, Thiên Am không mở cửa cho gặp Phúc Tâm là rất chính xác. Không phải mẹ không muốn gặp con, kêu mẹ ruột bị tật xuống gặp, lên báo chí nói nhớ con, tại sao không xuống thăm con. Các cô trong Thiền Am là biết hình dáng mặt mũi của mẹ bé Gia Bảo đó nha. Thì rõ ràng trong cái video này là chính xác là người mẹ của bé Phúc Tâm, và cái tên thật đó chính là bé Gia Bảo nha quý vị. Ở trong cái Tịnh Thất Bồng Lai đó thì là con nuôi mà, chứ đâu phải là con ruột đâu, cho nên là đâu được cái đối xử mà công bằng như những cái đứa trẻ khác. Thì chỉ vì người ta qua thông qua những cái chương trình giống như là Thách Thức Trên Hài chẳng hạn, thấy những cái năm chú tiểu này rất là nổi trội, và một số những chương trình khác nơi gọi là Tịnh Thất Bồng Lai nữa, họ nói rằng là nơi đây nhận trẻ mồ côi, cho nên cái bà này đó mà muốn gửi đứa bé này thì không biết rằng là cái nơi này nó có dạy dỗ con mình tốt hay không. Ngày hôm nay sự thật đã được phơi bày, và chắc chắn rằng cái đơn kiện này sẽ đến cơ quan chức năng, đặc biệt là chính là bà Cao Thị Cúc đã đứng tên nhận nuôi. Mà em nghe nói là bây giờ gửi con nhưng mà nhận lại rất là khó khăn. Mà nghe nói là lần trước là hồi nhận lại phải cho chi tiền tỷ đó là mới cho nhận về. Mà ta làm gì có khả năng mà để chi tiền tỷ để nhận con về. Thì đó là cái cách thức, cái chiêu bài của Tịnh Thất Bồng Lai mà thôi. Chứ thực chất thưa quý vị, đâu có cái nơi nào mà gọi là từ bi thủy xã hay là tu hành mà gọi là nhận con nuôi rồi sau đó dạy dỗ, rồi nếu mà nhận lại là mắc trả gọi là 10 tỷ hay 1 tỷ đó. Nếu như thật sự là những người trong đó là người ta có tâm tu tại gia đi, hoặc là tu hành gì đó, hay là theo đạo gì đó đi, thì khi mà nhận nuôi một cái đứa bé, và bây giờ gia đình người ta có điều kiện muốn nhận lại đứa bé, thì mình cũng phải sẵn lòng để mình đưa đứa bé nó về với gia đình chứ. Tại sao mình lại là giữ như vậy rồi không mở cửa cho người ta để mà gặp con, rồi cuối cùng bây giờ người ta phải nhờ pháp lực vào cuộc. Thì cái cô mà luật sư thủ kho này lại lên để mà binh vực. Mà em thấy là khoảng thời gian gần đây hình như là cô luật sư Thanh Trần này đang ngáo mạng, đang ngáo quyền lực ở trên mạng thì phải. Tại vì khi mà qua câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai thì cái lượng view nó tăng lên đột biến, và cái tiền lượng tiền donate thì nó khá mạnh, khá nhiều đó. Cho nên là cô này hiện tại bây giờ rất mạnh mồm và mạnh miệng, lúc trước thì lúc nào cũng mở miệng ra là lên tiếng để nói về những cái nhân vật mà xuyên tạc cơ quan chức năng, hay là chửi bới xúc phạm những cái đủ thứ, mà bây giờ lại về phe của Thiền Am.
với cái một cái thông tin cũng cực kỳ mới nha quý vị. Đó chính là anh chàng gọi là Shin Dubai, một cái nickname tên là Shin Dubai. Thì cái nickname này chắc hẳn là rất nhiều của chúng chị chúng ta gọi là sẽ biết Shin Dubai là ai. Đó chính là Nguyễn Shin, có cái biệt danh gọi là hiệp sĩ đường phố gì đó nha. Thì nhưng mà trong cái câu chuyện thì Nga bên bầu vũ trụ thì chúng ta không thể phủ nhận Nguyễn Shin là một trong những người đi đầu tiên trong cái vụ việc này. Và mới đây thì một cái thông tin trên trang cá nhân đó, thì Shin Dubai đã chia sẻ một thông tin liên quan đến Diễm My cũng cực kỳ là chấn động. Cụ thể thì cái thông tin này mời cha đồng bằng chia sẻ đi. Một tiếng trước nè. Rồi thì cái này là ở trên cái tab cộng đồng của luật sư Thanh Trần đã chụp lại, thì em xin phép chia sẻ cho chúng chị em nha. Shin Dubai đã viết như thế này: Lê Tùng Vân, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên đều có thể là người xúi dục hướng dẫn Diễm My làm đơn tố cáo ông Thắng, ba ruột của mình, với những hành vi mang rợ, hòng đánh cú lừa khiến dư luận chĩa mũi dùi, thay vì tấn công họ thì chuyển qua gia đình ông Thắng bà Mai. Và cũng chính Lê Tùng Vân, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên đều biết rằng nếu công an tóm được Diễm My hoặc Diễm My sáng suốt quay đầu thì sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm với họ, bởi khi đấy vở kịch mang tên thầy con sẽ hạ màn. Vậy nên dù muốn dù không, đem nó đi cất một nơi thật bí mật, thật kỹ, đề phòng bất trắc, nơi mà có khi ông Thắng bà Mai sẽ tìm thấy con không còn nguyên vẹn như trước. Vừa được thông tin cực kỳ chấn động, đang kiểm tra lại sẽ thông tin sau. Thì thật ra thì theo tôi được biết thì cái thông tin này nó đã có từ rất lâu và rất là nhiều những cái luồng thông tin khác trên nền tảng mạng xã hội. Và khi mà cho rằng đó là Diễm My trong một trạng thái không hoàn toàn được bình thường, mới có thể có những cái hành vi gọi là nói năng thô tục đối với một người con gái của ông ăn học đàng hoàng, bên cạnh đó là tố cha tố mẹ của mình. Đến ngày hôm nay thì một trong những cái thông tin này thì cũng khá là đúng theo Thanh Nguyên đánh giá, là bởi vì gần đây một số các luật sư đó thưa quý vị, họ cho rằng là ông Thắng bà Mai sẽ dùng những cái hình thức là cho Diễm My uống thuốc nào đó để quên mất đi những cái trí nhớ. Khi mà tại sao họ lại tung những cái thông tin này ra, có thể đây là một trong những cái đòn họ mà có thể nói là ném đá vào đường trước, bởi vì họ có thể khả năng là họ sẽ biết được Diễm My trong thời điểm hiện tại là hoàn toàn gọi là có khả năng là sẽ gọi là quay sang tố ngược lại họ, cho nên họ đưa cái thông tin cho rằng là Diễm My là không có được bình thường, rồi là mất trí nhớ, nào là bị thuốc tẩy não như thế kia. Bởi vì cái phiên phúc thẩm này thì chỉ liên quan đến 331 thôi, mặc dù trong cái tờ mà giấy là đưa ra những cái nhân chứng đó thì có cái tên của thì Diễm My, nhưng mà khả năng mà cô này xuất hiện trong phiên phúc thẩm là khá là thấp thưa quý vị. Bởi vì là 331 chỉ khi mà liên quan đến những cái tội danh như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản chẳng hạn, hay là cho đến là loạn luân, thì rất có khả năng cái cô này sẽ là một trong những cái nhân chứng cũng khá là thuyết phục để mà tiễn thầy ông nội cũng như là các tu ca ở trong Tiền Am đi xa đi mãi không về. Thì hôm trước thì em cũng nghe thông tin là các luật sư của Tiền Am là kêu gọi là tìm kiếm Diễm My, rồi giải cứu Diễm My. Diễm My hiện tại bây giờ rất là căng, nhưng mà sao tại sao bữa hổm là họ lên mạng họ nói là họ đã xác định được chỗ ở của Diễm My rồi, đã gần tiếp cận được rồi, mà tự nhiên cái khúc sau cái quay lên sửa sang lên kêu là bây giờ kêu gọi cứu Diễm My đi, thôi là bị tẩy não này kia. Thì em cũng không biết là họ đang muốn dẫn dư luận theo gì, họ dẫn khán giả đi vòng vòng, cuối cùng cái câu chuyện là để họ kiếm tiền kiếm net gì á. Thật ra cái thông tin liên quan đến Diễm My từ khi mà lúc mất tích mà chúng ta được biết đó, thì rất là dễ dàng nhận thấy là sẽ có người đứng sau. Bởi vì sao, đối với một cô gái như vậy á, thì không thể nào mà mất tích một cách gọi là thời gian dài không có lộ diện ở bất cứ nơi nào. Thứ hai là mặc dù cô ta có học cao đó, nhưng mà để có khả năng mà tạo một kênh YouTube rồi đăng tải video lên trên một kênh YouTube thì rất là thấp. Liệu rằng có một cái người nào đó đứng sau để chỉ cô ta làm bất cứ cái điều này? Và cái điều này thì chúng ta được biết là những người nơi tỉnh Thất Bồng Lai rất là am hiểu nè, Hoàng Nguyên, Đức Nguyên lúc đó còn ở ngoài nè, và thậm chí là những tên người YouTube mà bảo vệ cho Thiện Am thì cũng sẽ rồi có thể nói là hướng dẫn cho cái cô gái này. Thấy cái ngôn từ của Diễm My lúc đó nói á, như những cái đơn thì nó rất là giống như những cái lời nói của là những cái nhân vật ở trong Việt Nam mà hiện tại bây giờ đang bị cái tội 331. Rất giống nha. Lúc nào cũng vu khống cho cơ quan chức năng vào Thắng bà Mai, mang cái câu chuyện mà
hay ông bà này đã gọi có những hành vi xâm hại đến con cái của mình và không coi cô gái này là một gọi là người con hay là một con người nào đó, thì cái điều này đã được chứng minh là không hề có thật và vô lý, không có cha mẹ nào làm như vậy đối với một người con gái của mình. Để chân thưa cô chú chị, hổ dữ nào mà nở lòng đòn ăn thịt con chứ, chỉ có những cái con người mà vô lương tâm, họ vì đồng tiền họ bất chấp tất cả. Và cái một trong những cái kịch bản đã được gọi là truyền đời này sang đời khác của ông Lê Tùng Vân, từ đời ông ta truyền cho là những cái đứa con hiện tại và thậm chí là những đứa bé mà quý vị khán giả cho rằng là đang rất tội nghiệp ngày hôm nay đó, là những đứa trẻ trong tỉnh thất Bồng Lai, bảo rằng các anh em tụi em nên dừng lại, đừng có nói câu chuyện này nữa, bởi vì tội cho những đứa bé lắm. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, nếu mà chúng ta không vạch ra những cái bộ mặt thật của con người ông Lê Tùng Vân, cùng với xóa sổ luôn cả những cái con người mà đã bị ông Lê Tùng Vân nhồi nhét này, cùng với những cái đám mà YouTube mà đã mà bảo vệ cho Thiền Am đó, thì tương lai của những đứa trẻ này nó sẽ đi về đâu? Có phải là nó sẽ trở thành một trong những kẻ lừa đảo tiếp theo, và nó lớn lên nó cũng không biết được gọi là cha mẹ ruột của mình là ai chẳng hạn, suốt ngày chỉ có một cái tâm lý trong đầu là tạo dựng ra những cái kịch bản lấy lòng thương khán giả, và thật chất cũng chẳng biết làm cái gì cả, đúng không? Đâu biết làm ăn gì đâu, tối ngày chỉ gọi là lên trên mạng xã hội để mà lừa đảo người khác mà thôi. Nhưng mà ghê rợn nhất là anh thấy là những cái nhân vật này nó không dạy ra những đứa trẻ thành những cái con người tốt, mà nó dạy ra những cái điều rất là ghê gớm, như là điển hình chúng ta thấy là nhồi sọ cho cô gái Diễm My, một cô gái có ăn có học ha, một cái cô gái hiền lành mà phải quay sang là tố cả cha cả mẹ của đúng mình rồi. Làm những cái việc là nói chung là nó trái lại với thuần phong mỹ tục, với truyền thống của mà đất nước Việt Nam của chúng ta, con người Việt Nam. Nhưng mà tất cả thì những kịch bản đó thì đứng sau lưng là phải có rồi, phải có những người trong đó rồi, chứ không thể nào mà một cô gái mà bình thường tự nhiên mà nó lại lên nó nói vậy được. Mà còn nếu như không xử lý thì cái dòng giống này, cái truyền thống của ông Lê Tùng Vân này nó sẽ được nhân rộng mô hình ra, thì biết đâu là sau này là những nạn nhân tiếp theo là con cháu là đời sau của chúng ta, đúng không? Thì cho nên chúng ta ngày hôm nay là chúng ta nên tiêu diệt, nó thẩm là như vậy, tiêu diệt cái mầm mống mà gây có thể là bất an cho xã hội này. Mà không những là tiêu diệt cái ổ nhóm này mà cũng phải tiêu diệt luôn những cái kẻ mà đang cổ xí. Đúng rồi. Đặc biệt là những cái người mà tự cho mình là có ăn có học, học lực này cái nọ mà đi cổ xí những cái xe trái, phải tiêu những người này. Nếu không có những cái con người mà nói được mang danh là ăn học luật sư cổ xí cho những con người này, thì có lẽ là ngày hôm nay những cái con người này đã đền tụi từ sớm đúng rồi, chứ không phải là đến ngày hôm nay cái dây dưa để má tạo một trong những cái điều kiện cho một số những cái thành phần tổ chức nước ngoài nhảy vào để mà xuyên tạc đảng và nhà nước. Nhưng mà ngày hôm nay thì thông tin khá là vui rồi, nước Việt Nam của chúng ta đã gọi là một trong những cái hội đồng thành viên của Nhân quyền Liên Hợp Quốc rồi, và người ta cũng chứng minh rằng là Việt Nam là một trong những cái nước mà có thể nói là trong khối ASEAN là duy nhất được đại diện làm thành viên của Hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là cú tát thẳng mặt vào các cá nhân mà xuyên tạc đảng và nhà nước, cho rằng đất nước Việt Nam là không có nhân quyền là hoàn toàn sai sự thật, thưa quý vị. Thì nói chung là cũng sắp đến cái ngày mà phiên tòa xét xử rồi, xét xử thầy ông nội rồi, thì tụi em cũng sẽ có mặt trực tiếp để cập nhật cũng như là chia sẻ cái thông tin liên quan đến phiên tòa. Thì nếu như mà không có cho mình trực tiếp mà online trong tòa thì tụi em cũng sẽ ở ngoài để cập nhật liên tục cái thông tin để gửi đến cho quý vị. Và nói chung là mình cũng mong là bây giờ nếu mà cô gái Diễm My xuất hiện được thì càng tốt, nếu mà có thể Diễm My xuất hiện thì càng tốt, để tố cáo luôn, vạch mặt luôn cái tụi mà trong Thiền Am này đó, vạch mặt luôn những kịch bản của tụi nó là nó rất đẹp rồi. Thì em cũng mong là cái điều tốt đẹp nó sẽ đến. Thì thời điểm hiện tại thì cho thấy rằng các luật sư của Thiền Am họ vẫn tỏ ra một cái thái độ rất là bình tĩnh và tự tin. Không biết là họ tự tin vào cái điều gì, liệu rằng là cái phiên phúc thẩm sắp tới có cái điều gì sẽ tốt cho Thiền Am hay là không. Thì mình dự đoán rằng thì cái mức án này thì cũng sẽ gọi là được giữ nguyên. Còn cái những cái tội danh khác thì tất nhiên là sẽ hồi phục và sẽ được làm sáng tỏ mà thôi. Nhưng mà có những cái điều gây cấn thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi. Anh biết sao mà luật sư Thiền Am nó vẫn bình thản hơn. Tại vì bây giờ nó đâu có liên quan gì, nó bảo chữa online thôi, còn có tội là những người trên Thiền Am thôi. Bây giờ nó nói mạng thì kiếm tiền đó, tiền thì chảy vào túi của luật sư Thiền Am ăn hai đầu. Đúng rồi. Một đầu ở trên mạng, một đầu donate, rồi một đầu là những người trong Thiền Am phải trả tiền để bào chữa. Chúng tôi nói là chúng tôi có tiền nhưng mà ở tù.
là thiền em đủ đủ chứ không phải là luật sư của quý vị. Nhưng mà những rất... cái luật sư đó càng nói thì những cái người trong thiền em họ đi càng xa. Đi xa hơn. Tại vì nói không có căn cứ, nói tầm bậy, nói tào lao. Nếu mà thật sự những người fan cuồng fan điên của thiền em, yêu mến thiền em thì đáng lẽ giờ này nên gọi là tẩy chay các luật sư này đi. Đúng rồi. Luật sư gì mà càng lúc càng không xin giảm nhẹ tội danh đi mà còn ngoan cố. Họ học luật thì họ phải biết được cái quyền mà khiếu nại. Ví dụ như họ thấy cái gì vi phạm thì họ khiếu nại. Còn cái câu chuyện mà 50 người này là họ bây giờ họ lục lại đó không còn nữa rồi. Tại cái bản án người ta đã có hiệu lực rồi. Ta đã xong hết rồi rồi. Lúc đó anh không khiếu nại, anh không nói gì hết trơn. Tự nhiên giờ anh đào lại cái anh nói. Ủa bây giờ có cái luật pháp Việt Nam có vụ vụ án xử xong rồi, có quyết định xong rồi anh đào lại cái anh nói nữa hả? Lực gì mà kỳ cục chạy. Vâng, thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi cái diễn biến của cái Facebook phỏng này. Tất nhiên là ngày hôm đó các anh em tụi em sẽ có mặt để cập nhật gửi đến cô chú anh chị những cái thông tin mới nhất và chính xác nhất. Còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những cái video và chủ đề mới tiếp theo. Xin cảm ơn. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cho tất cả cô chú anh chị một sản phẩm được gọi là tinh hoa của thiên nhiên. Đó chính là mật ong rừng nguyên chất được lấy từ rừng trà Mũ Minh. Quý vị chúng ta được biết là mật ong nó có rất nhiều những cái công dụng khác nhau và hỗ trợ điều trị rất nhiều những cái căn bệnh, ví dụ như là chữa ho khan, ho đờm, chữa bỏng nè, tăng cường trí nhớ nè, hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, thậm chí đó chính là nâng cao hiệu quả để chữa lành những cái vết thương. Và bên cạnh đó đó rất là nhiều những cái công dụng dành cho các chị em có nhu cầu làm đẹp. Thì đây là một sản phẩm được lấy từ rừng trà và chính tay người nhà em đi lấy, cho nên cái phần chất lượng là bảo đảm cho cô chú chị là bao xài, bao thử, miễn phí ship toàn đất nước Việt Nam. Và hiện tại thì sản phẩm của bên em có thể giao trực tiếp đến toàn thế giới. Quý vị khán giả nào bên phía nước ngoài đó thì có nhu cầu liên hệ qua cái số điện thoại em đang ghim trên màn hình, nhắn tin qua Zalo, Viber hay là gọi trực tiếp để đặt hàng. Cũng như em sẽ tư vấn cho quý vị khán giả một trong những cái cách sử dụng và cách bảo quản mật ong như thế nào là tốt nhất. Xin được cảm ơn tất cả các chú chị, mong rằng hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.